Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 2020. Em tên là Sa ở Gâm Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người, nhà em có một vài loại lan rừng như là kiếm xích ngọc, các loại thanh đạm như là thanh đạm sữa, thanh đạm hàm long, và một ít lan bầu rượu. Bên kia thì có một vài loại lan hàng ký như là yên ngựa vạch, với là địa lan bạch diệp, và hôm nay em có cả tàu quạ nữa nhé. Và hôm nay thì cũng được vài hình quế xếp tháng 8 và được hai hình kiều tím nhé. Và hôm nay có một combo đấy, và có một nguyên bản thập hoa, nguyên bản thập hoa và hàng rời thập hoa, một hình rời thập hoa và một hình lan phượng vĩ đấy. Thì em sẽ giới thiệu xích ngọc trước nhé. Xích ngọc hôm nay về to rất đẹp nha mọi người. Đấy, lan mới về nên rất là tươi. Hình số 1 là 100.000 một dề như thế này. 100.000 một dề như thế này nhé. Hình số 1 nè. Rồi đây là hình số 2. Hình số 2 cũng 100.000 một dề nhé. Đó, dề đây. Rồi tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 một dề rất là to. Đó. Lá của hình số 3 thì nó ngắn, nhưng mà cái dề này nó xòe đều rất là đẹp nhé, xòe như cánh quạt vậy đó. Và nó cái hoa của nó cũng khá là sai. Một dề như thế này thì có thể ra rất nhiều cái vòi hoa này. Đây, hình số 3 200.000 nhé. Hình số 1 100, số 2 100, hình số 3 200.000. Rồi em sang hình số 4 ạ. Đó, số 4 cũng một dề rất to, 200.000 nhé. Đó, về đây ạ. Và hình số 5 cũng về to 200.000 nhé. Đây, về to đây ạ. Ở bên này là một phần nguyên bản thập hoa. Đấy, nguyên bản thập hoa bây giờ là cái đang mùa hoa của nó, cho nên là một số thân nó đang có nụ hoa như thế này. Đó, số thân đang có nụ hoa như thế này nhé. Và thân tơ thì lên khá là nhiều. Cái khúc nguyên bản này có 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cái thân tơ nha mọi người. Đó, 10 cái thân tơ này. Đấy, thân tơ đang lên rất đẹp nhé. Và hoa này, hoa thì có một vài hoa nó đã nở rồi. Đấy. Cái nguyên bản này 150 nha mọi người. Đó, khúc nguyên bản này. Và hàng rời thập hoa đây. Đây, hàng rời thập hoa đây. Cũng khá là nhiều dề. 1, 2, 3, 3 dề dài như thế này. Với những cái dề nhỏ đây nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dề nhỏ. Là 100.000 nha mọi người. Đó, 100.000. Và em xin giới thiệu đây là combo. Combo này 150, có những loại như sau. Thứ nhất là lộng xòe. Đó, lộng xòe hoa tím. Đó, đây là lộng xòe hoa tím. Đây là cuốn hoa của nó này. Nhiều này thì mọi người có thể ghép lên một khúc gỗ nhé. Và một một miếng vảy rồng như thế này. Một dề san hô thòng. Ở đây nó có lẫn một dề bạch hỏa hoàng đây. Đó, bạch hỏa hoàng hoa rất đẹp nhé. Và ở đây em có bạch cao thân vuông nữa nha mọi người. Đó, bạch cao thân vuông này, thân nó vuông giống như kiều vuông ấy, không phải là thân tròn đâu. Đấy, đây bạch cao thân vuông với một ít tam bảo sắc. Đây là tam bảo sắc nhé. Và đây là báo hỷ, được hai bốn dề báo hỷ nhỏ nha mọi người. Đó, bốn dề báo hỷ này. Và ở đây thì được một dề thanh đạm càng cua, thanh đạm tục đoạn đó, thanh đạm càng cua, thanh đạm tục đoạn nha. Rồi cái combo này là 150. Bên này thì là thanh đạm hàm long nhiều người. Đây, một nhiều đây là 15 dề. Dề 15 dề nhỏ như thế này này, 150.000 nha mọi người. Đó, 15 dề. 5 dề như thế này. 50.000. Rồi ở đây là thanh đạm sữa này. Thanh đạm sữa là một hình như thế này là 100.000 nhé.
Đấy, thanh đạm sữa rất là nhiều, một hình như thế này 100.000, khá là nhiều nhá. Và tiếp theo ở đây là lan bầu rượu. Lan bầu rượu thì một hình như thế chỉ có một hình thôi, hôm nay một hình là 100.000 và một hình như thế này là khoảng 20 cái dề như thế này nhé. Rồi ở đây thì em có y ngựa vạch. Y ngựa vạch thì 70.000 một ký nha mọi người. Đó, 70.000 một ký y ngựa vạch như thế này. Đó. Rất là tươi. Hàng mới về cho nên còn rất là tươi này. Đó. Đây lá thì người ta đã cắt đi rồi. Cắt bớt lá đi. Vì cái lá này về trồng thì nó cũng sẽ héo hơn nữa, là nó mất sức, nó không tốt cho những cái mầm tơ ở dưới lên. Vì chủ yếu là mình sẽ trồng, mình lấy cái củ để làm giống thôi. 70.000 một ký y ngựa vạch. Tiếp theo đây là lan, dĩa lan bạch diệp nhé. Dĩa lan bạch diệp bây giờ nó đang lên mầm tơ rất là nhiều và loại này cũng 70.000 một ký. Cái loại này cái chơi hoa nó cũng khá là hay, cũng có rất nhiều là màu sắc, hoa của nó cũng là một loại loại lan có hoa cũng tương đối to chứ không phải là nhỏ, và nó cũng giống như kiếm nha mọi người. Đó. Cái vòi hoa của nó cứng và thẳng đứng lên chứ không có thòng xuống đâu. 70.000 một ký nhé. Và tổ quả thì em bán 20.000 một cái, 20.000 một cái như thế này. Tổ quả thì là một cái giá thể để trồng lan khá là tốt. Mình làm mát vườn cũng được. Ví dụ như là mình trồng ở phía trên những cái tổ quả như thế này này, mình sẽ treo những cái giò tổ quả ở phía trên giàn của mình để nó tạo bóng mát á, cho cái giàn của mình cũng được này. Đối với những cái nơi mà nắng nóng á, thì mình sẽ treo nó lên ở trên. Đấy. Treo lên ở phía trên để khi mà nó có lá nó sẽ tỏa ra cái bóng mát, nó làm cho mát cái vườn lan của mình. Rồi ở đây thì em có cái này là quế trắng tháng 8 lá xếp nha mọi người. Đó. Một hình là 150. Đó, một hình là 150 như thế này. Hình số 1 thì có một nhánh, hai nhánh. Đó, có 2-3 cặp lá nha mọi người. Đó, lá xếp rất đẹp. Cái này là cái lá, cái cây này nó bị chột cái ngọn rồi, mà cái lá thì nó tròn đẹp này. Hình số 1 có 7 nhánh. Đấy. 7 nhánh là xếp như thế này. Đó. Những cái nhánh nhỏ như thế này nó có khả năng ra hoa rồi nhé. Người thấy cái cuốn hoa của những năm trước này. Tại vì lá xếp thì cái thân nó nhỏ thôi, nó ngắn thôi chứ nó không có to như lá lướt. Lá lướt nó dài ra. Còn đây là lá xếp cho nên nó ngắn như thế này, nó vẫn có khả năng ra hoa rồi. Tháng 8 tới này nó sẽ vào mùa hoa của nó đấy. Hình số 1, hình số 2. Đấy, hình số 2 đây nhá. Hình số 2 150. Được những cái cây nhỏ nhỏ, nhiều cây nhỏ quá cho nên là nó có nhiều cây hơn. Hình số 1 là 7 nhánh, nhưng hình số 2 thì có 2, 4, 6, 8, 10 10 nhánh nha mọi người. Đó. Đây, có một cái cây cũng dài. Đây. Cái lá này nó láng lắm này. Cây này lá lưa láng này. Đây. Có những lá mà nó cũng lá nó màu tím nha. Đó. Đây này, ví dụ như cái lá này nó có màu tím này. Hay là do nó mọc ở ngoài nắng thì nó tím như thế ta. Em thấy có vài lá thì nó lại xanh như thế này, vài lá là xanh như thế này. Còn vài lá thì nó lại đỏ tím. Đỏ tím như thế này. Cũng khá là nhiều. Nhiều loại không? Cái loại đỏ tím này sau này ra hoa nó có đỏ không ta? Hình số 2, 150. Rồi hình số 3. Hình số 3 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Hình số 3 thì 12 con thì có những cái con kiến nhỏ xíu như thế này nhé. Đó, đây nó cũng có cây lá tím như thế này. Có lá xanh, lá tím nhé. Hình số 3, 150.
Rồi hình số 4 đây ạ. Hình số 4 thì có 5 nhánh to nhé. Đấy, 5 nhánh to như thế này. Người nhìn thì người có thể so sánh được nhé. Đó, hình số 4 này, 150. Đó. Rồi hình số 5 nhé. Hình số 5 thì có 2 nhánh la xếp và một nhánh, cái này là nhánh la lướt nhưng mà nó có mẹ bồng con này. Đó. Mẹ bồng hai con nhé. Đây ba con luôn á. Có cái mầm nhỏ chỗ đây nữa. Đó. Đấy, hình số 5. Rồi. Em quay lại nhé, hình số 1 đây. Số 1 đây. Hình số 2 đây. Hình số 3 đây. Rồi đây là hình số 4 này. Rồi đây là hình số 5 này. Rồi ở đây là kiều tím nha mọi người. Đó. Kiều tím thì em có hai hình thôi. Mỗi hình là 150, hình số 1 là hai dề. Đó, hai dề dài. Cái dề này dài khoảng 50 cm rồi. Đó, 50 cm và dề này thì khoảng là 30 cm. Đó. Hai dề này 150 này. Đấy. Rồi tiếp theo ở hình số 2. Hình số 2 cũng 150, được 4 dề nha mọi người. Đó, 150, 4 dề ngắn hơn. Dề khoảng 20 cm thôi, 20 25 28 cm đó. Đó. Có dề có cái cây này cũng gần tới 30 cm rồi này. Đấy. Hình số 2 nhé, 150. Còn gì hơn nữa không nha? Hình như là hết rồi. À, đây là phường vị nhé mọi người. Phường vị thì một hình như thế này 100 và 100 một hình này thì khoảng là 15 nhánh. Đấy, 15 nhánh như thế này nhé. Đó. Đây, phường vị đây. Rồi em xin kết thúc video tại đây nhé. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của em ạ.